trang Daily Mail còn cho rằng Taylor Swift trông giống như nữ hoàng Elizabeth đệ nhị của nước Anh. Hôm 8 tháng 2, Taylor Swift đã được bắt gặp hẹn hò bên chàng bạn trai Joan Vin tại vùng Hampstead ở nước Anh. Cặp đôi đi sát bên nhau trông vô cùng tình tứ, tuy nhiên điều gây chú ý nhất lại là chiếc khăn trùm đầu của Taylor. Nữ ca sĩ dùng chiếc khăn để tránh trời mưa, song phong cách này lại làm cô trông dử như bà ngoại. Trang Daily Mail còn nhận xét Taylor nhìn như nữ hoàng Elizabeth đệ nhị. Taylor Swift trùm khăn kín đầu khi sánh đôi bên chàng bạn trai Joan Vin. Trang Daily Mail cho rằng trông cô như bà ngoại, đặc biệt là giống nữ hoàng Elizabeth đệ nhị với chiếc khăn này. Nữ ca sĩ và chàng phi công trẻ kém 2 tuổi được trông thấy khi trên đường rời khỏi pub để về nhà. Giọng ca Ready for It trông rất hạnh phúc bên chàng người yêu đã hẹn hò được hơn 2 năm. Khác với những mối tình ồn ào trước đây, Taylor Swift giữ bí mật tuyệt đối về chuyện hẹn hò với chàng diễn viên người Anh này, The Spania Inn, địa điểm mà Taylor Swift và Joan Vin vừa có buổi hẹn hò vui vẻ.